cấp dưới đổ hết tội lên đầu cho anh Thăng, anh Thanh. Ngày 8 tháng 1 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng cùng các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, gọi tắt là PVC. 22 bị cáo bị xét xử về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản. Sau khi đọc bản cáo trạng vào buổi sáng, buổi chiều cùng ngày, hội đồng xét xử đã yêu cầu lực lượng chức năng đưa bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh vào phòng cách ly để tiến hành xét hỏi các bị cáo còn lại. Nội dung xét hỏi chủ yếu tập trung quay quanh vấn đề các sai phạm trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EBC, PV Power ký hợp đồng EBC số 33 với PVC là trái quy định. Cáo trạng xác định, trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chỉ đạo Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam làm chủ thầu EBC, ký hợp đồng EBC số 33 có nhiều điều khoản không có thật, trái quy định của pháp luật. Trên cơ sở này, PVN đã cho PVC tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 nghìn tỷ đồng. PVC sau đó đã sử dụng số tiền này trái mục đích, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng. Mở đầu phiên xét hỏi, hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Vũ Đức Thuận, nguyên tổng giám đốc PVC, bị cáo Thuận bị truy tố cả hai tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản. Để trả lời về hợp đồng EBC số 33, theo nội dung này, bị cáo Thuận khai đã cùng Trịnh Xuân Thanh, chủ tịch PVC, ký hợp đồng EBC số 33 với PVN để làm tổng thầu dự án nhiệt điện nhà máy Thái Bình 2. Bị cáo này thừa nhận việc ký hợp đồng nêu trên khi chưa đủ trình tự thủ tục dẫn đến việc sử dụng sai mục đích khoảng 200 tỷ đồng. Bị cáo Thuận cho rằng việc biết sai nhưng vẫn làm là do áp lực của PVC cần số tiền lớn để trả nợ cho các ngân hàng và góp vốn vào các doanh nghiệp bên ngoài của PVC. Hội đồng xét xử hỏi tiếp, những việc làm này có nhận được chỉ đạo hay họp hội đồng quản trị PVC không? Là chỉ đạo trực tiếp của Trịnh Xuân Thanh. Bị cáo Vũ Đức Thuận khai rõ, các vấn đề liên quan đến tài chính tạm ứng đã được đưa ra trong các cuộc họp của hội đồng quản trị PVC cũng như PVN. Tương tự, bị cáo Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên phó giám đốc PVC, Trương Quốc Dũng, nguyên phó tổng giám đốc PVC và bị cáo Nguyễn Tiến Đạt, nguyên kế toán trưởng PVC cũng khai. Thời điểm ký hợp đồng PVC vô cùng khó khăn, tiền nợ ngân hàng đã lên sấp xỉ 700 tỷ đồng. Chính vì vậy, Trịnh Xuân Thanh và lãnh đạo PVC đã chỉ đạo thực hiện việc tạm ứng, sử dụng số tiền vào những khoản nào thì bị cáo không biết. Từ năm 2014, khi bị cáo được bổ nhiệm kế toán trưởng mới rà soát lại công việc, đọc lại hợp đồng mới thấy còn sơ sài. Theo bị cáo này, đến thời điểm năm 2011 thì các khoản nợ đã quá hạn của PVC đã quá lớn, đã có đánh giá về sự tiềm ẩn thua lỗ của PVC. Số tiền tạm ứng cho nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo ký chi tiền vì tình hình tài chính rất nghiêm trọng, áp lực nợ ngân hàng siết trên tài khoản, còn một số nhà đầu tư tài chính theo phương án tăng vốn đã được hội đồng cổ đông PVC phê duyệt nhưng không có nguồn vốn để góp vốn, buộc bị cáo phải thực hiện hợp đồng. Bị cáo Đạt khai rõ tại tòa. Hội đồng xét xử hỏi tiếp, ai đã chỉ đạo? Bị cáo Đạt trả lời, thực hiện theo nghị quyết của hội đồng quản trị. Thời điểm đó, thành viên hội đồng quản trị là ông Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Quý và Vũ Đức Thuận, và còn ai nữa thì bị cáo không nhớ. Về trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của PVN thời điểm đó, trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên phó tổng giám đốc PVN, người được phân công theo dõi dự án, nhìn nhận bản hợp đồng số 33 rất sơ sài bởi chỉ có 8 trang và 10 điều, không có điều khoản và không có phụ lục quy định về kiểm tra thanh toán tạm ứng, hợp đồng không có đủ cơ sở để thực hiện cũng như tạm ứng. Hội đồng xét xử hỏi, vậy tại sao bị cáo lại ký hợp đồng tạm ứng? Ông Khánh cho biết sau khi hợp đồng số 33 được ký, PVN thời điểm đó cũng đã nhìn nhận ra là thiếu căn cứ pháp lý và yêu cầu một số đơn vị nghiên cứu để rà soát lại hợp đồng. Tuy nhiên sau đó có sự chuyển đổi pháp nhân chủ đầu tư thực hiện dự án nên việc này không thực hiện mà thay bằng một bản hợp đồng khác. Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh cũng cho rằng mình là phó tổng giám đốc, chỉ là người giúp việc cho tổng giám đốc và thực hiện theo chỉ đạo của ông Đinh La Thăng và ông Phùng Đình Thực. Ông Đinh La Thăng ký nghị quyết lựa chọn nhà thầu, bị cáo chỉ đôn đốc tiến độ việc ký kết với nhà thầu, là người chỉ đạo thành lập ban quản lý dự án và yêu cầu rà soát lại nội dung hợp đồng để ký hợp đồng số 4941 điều chỉnh.
Ngay sau khi rà soát vai trò chủ đầu tư của dự án này được chuyển giao cho PVN thay vì PV Power như trước đây, việc điều chuyển này do ông Đinh La Thăng chủ trì. Đến ngày 30 tháng 5 năm 2011, khi PV Power ký bản chuyển giao, đã xác định hợp đồng thiếu những thủ tục pháp lý và nội dung cơ bản, nhưng ngay cả khi hợp đồng 4941 cũng không được bổ sung những điều khoản còn thiếu trước đó. Về nguyên tắc hợp đồng không có gì thay đổi, ngoại trừ chủ thể chủ đầu tư. Ông Đinh La Thăng và Tổng Giám đốc Phùng Đình Thực có văn bản ủy quyền cho bị cáo ký hợp đồng 4941, bị cáo Khanh khai rõ tại tòa. Tương tự theo lời khai của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN, người đã bị tuyên án tử hình trong đại án Hà Văn Thắm khai. Trong cuộc họp giao ban ngày 1 tháng 6, ngay tại công trường, ông Đinh La Thăng đề nghị tạm ứng cho nhà thầu 10% giá trị hợp đồng sau khi dự án đã được chuyển về cho PVN. Ông Đinh La Thăng yêu cầu dự án này là dự án trọng điểm quốc gia, được thực hiện trên cơ chế đặc thù nên cần đẩy nhanh tiến độ dự án, tạm ứng cho nhà máy đủ số tiền theo hợp đồng đã ký. Trong các đơn vị kinh doanh thì người đứng đầu bao giờ cũng có vai trò quyết định, đã quyết rồi là làm chứ không có chuyện tính đi tính lại. Bị cáo Sơn nêu rõ. Bị cáo khai đây là mệnh lệnh phải thực hiện, tức bị cáo nhận thức được mệnh lệnh này là có vấn đề. Hội đồng xét xử hỏi. Bị cáo Sơn trả lời. Quyết liệt là tính cách mạng của anh Đinh La Thăng, nếu bị cáo nhận thấy hợp đồng có vấn đề thì chắc chắn là không thực hiện rồi. Làm hết tất cả mọi trách nhiệm nhưng vẫn không ngăn cản được ông Đinh La Thăng. Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Hồng Chương, nguyên trưởng ban quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 khẳng định đích thân bị cáo đã ký 3 văn bản gửi hội đồng thành viên và ban tổng giám đốc PVN để phản ánh năng lực thực hiện yếu kém của PVC cũng như kiến nghị lãnh đạo PVN xem xét cho ý kiến vì hợp đồng số 33 là trái quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử hỏi, biết sai sao vẫn cho ứng tiền? Bị cáo Vũ Hồng Chương khai, bởi bị cáo bị ép bởi lãnh đạo của tập đoàn, bị cáo đã làm hết tất cả mọi trách nhiệm nhưng vẫn không ngăn cản được anh Đinh La Thăng. Và tổng giám đốc lúc nào cũng dục phải giải quyết nhanh vấn đề. Bị cáo lại là cấp dưới phải nghe mệnh lệnh của cấp trên, trong khi quy chế của tập đoàn, bị cáo phải thực hiện công việc theo phân công. Bị cáo Chương trả lời. Đến ngày 9 tháng 1, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.